Đây Xin giới thiệu với anh em đây là cánh đồng pin mặt trời Anh em đang trên đường đi vào nhà máy để làm việc Đây là cánh đồng pin mặt trời với công suất hơn 50m Chào mừng mọi người đến với kênh youtube của Điện Việt Nam Kênh youtube của Điện Việt Nam là kênh youtube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam Anh em yêu mến kênh youtube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha Chúc toàn thể anh em một ngày mới làm việc an toàn và hiệu quả. Ngày hôm nay thì ở đây thời tiết hơi âm u. Thời tiết hơi âm u nên khả năng là hiệu suất sẽ không cao mọi người. Ok, mình tới nhà điều hành rồi. Mình vào làm việc đây. Bye bye anh em nhé.